Có những loại vaccine nào dùng để người nhiễm bệnh thủy đậu? Thì cái việc tốt nhất hiện tại á, tiêm phòng vaccine ngừa thủy đậu là cái việc phòng ngừa tốt nhất. Thì cái vaccine thủy đậu á, thì hiện tại bên trung tâm VNVC thì nó có 3 loại vaccine thủy đậu. Thì thứ nhất là vaccine thủy đậu Varirix của Bỉ thì có thể tiêm cho trẻ từ lúc 9 tháng tuổi trở lên. Cái thứ hai là cái vaccine thủy đậu của Mỹ và của Hàn Quốc thì có thể tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Thì cái lịch tiêm vaccine thủy đậu á, thì nếu mà trường hợp như mà mình tiêm cho những cái đối tượng trẻ mà dưới 12 tuổi á, thì mình sẽ tiêm tổng cộng là 2 mũi vaccine, cách tối thiểu là 3 tháng. Còn đối với những cái người từ 13 tuổi trở lên thì mình sẽ tiêm 2 mũi vaccine, cách nhau tối thiểu là 1 tháng.